Dũng Cá xin kính chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay Dũng Cá sẽ chia sẻ với các bạn về cái vai trò của vi khuẩn quang hợp trong nuôi tôm cá. Thì đây, thì trên tay Dũng là có một cái thùng ủ cái vi khuẩn quang hợp. Thì tuần trước Dũng có làm một cái video để chia sẻ hướng dẫn với các bạn về cái cách ủ, thì sử dụng cái cơ chất ít. Thì các bạn biết là ở trong cái thùng này thì nó có trứng gà với lại nước mắm. Thì các bạn biết là trứng gà và nước mắm thì đây là hai cái, nếu mà những cái chất đó mà nếu mà ở trong cái môi trường nước bình thường và không có cái vi khuẩn để xử lý nó thì nó sẽ bị hư, và nếu mà nó hư nó sẽ tạo ra cái mùi rất là thối. Thì khi mà chúng ta bổ sung cái vi khuẩn quang hợp vào á, thì cái vi khuẩn nó sẽ thực hiện cái chức năng của nó sẽ sử dụng những cái cơ chất mà mình đưa vào để làm thành cái nguồn dinh dưỡng, và nó sẽ sinh sôi phát triển như thế này. Thì lúc trước mà mới vừa cấy ủ á, thì các bạn thấy là cái màu nó sẽ nhạt hơn, và bây giờ để một tuần á, thì bắt đầu màu nó sẽ đậm hơn nè, và để kéo dài khoảng 1-2 tuần nữa thì tất nhiên nó sẽ càng đậm. Và khi nào cái cơ chất ở dưới đây nó hết và nó sẽ chuyển qua màu đen á, thì lúc đó là chúng ta có thể là chúng ta sử dụng. Thì ở cái điều kiện này thì chúng ta sử dụng vẫn được, nhưng mà cái lượng cái vi khuẩn ở trong đây nó chưa nhiều. Thì đó là cái quay trở lại là cái lúc trước là Dũng có chia sẻ về cái video nói về cách ủ. Thì qua cái việc mà phân tích cái vấn đề này thì hôm nay Dũng muốn chia sẻ về cái vai trò của cái vi khuẩn quang hợp. Thì các bạn thấy là trong cái dung dịch này thì có những cái cơ chất, thì mình cứ tưởng tượng những cái cơ chất đó là những cái thức ăn dư thừa, phân tôm nó ở dưới cái nền đáy ao, và việc mà chúng ta đưa cái vi khuẩn quang hợp vào xuống thì nó sẽ xử lý những cái này, thì nó sẽ làm cho ao chúng ta nó sẽ trở nên sạch. Đó là cái vai trò của cái vi khuẩn quang hợp. Thì trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu là cái vi khuẩn quang hợp là gì và cái đặc điểm của chúng như thế nào. Thì cái vi khuẩn quang hợp đây là cái nhóm vi khuẩn mà nó có khả năng sử dụng những cái gọi là những cái chất mà ô nhiễm ở trong môi trường nước, mà nó sẽ sử dụng những cái chất đó để trong nó để chuyển hóa thành cái nguồn dinh dưỡng cung cấp cho chúng để chúng phát triển. Thì những cái chất ô nhiễm đó ví dụ như là cái NH4 trong nước nè, cái NO2, cái NH3, và đặc biệt quan trọng nhất là cái khí độc H2S ở trong môi trường nước để chúng thực hiện cái quá trình quang hợp. Như vậy thì cái vi khuẩn quang dưỡng này nó cái cơ chế nó thực hiện cái quá trình quang hợp thì nó giống như là cái quá trình quang hợp ở trên thực vật, nhưng mà cái cơ chế nó khác. Ví dụ như tảo thực hiện cái quá trình quang hợp thì chúng sẽ lấy cái CO2, nó sẽ tạo, và nước đó thông qua cái ánh sáng thì nó sẽ tạo thành oxy. Nhưng mà đối với cái vi khuẩn quang hợp này thì nó sẽ sử dụng ví dụ như nó sử dụng cái khí độc H2S, cái NH3, NH4 và cái SO4, tức là sử dụng những cái chất thải ra đó để nó thông qua cái điều kiện ánh sáng nó sẽ thực hiện cái quá trình quang hợp. Và một cái điều quan trọng nữa mà hổm giờ thì nhiều bạn cũng thắc mắc, đó là cái đặc điểm của chúng, đó là chúng có thể là sống được ở trong cái điều kiện môi trường nước ngọt và lợ và mặn luôn. Tức là có rất là nhiều nghiên cứu về cái việc mà cái chủng này ở trong những cái điều kiện độ mặn khác nhau, ví dụ như từ 0, 5, 10, 15, 20, 15, 30 đó. Tức là xử lý bằng cái độ mặn khác nhau thì kết quả cuối cùng thì cái độ mặn mà cái khoảng mà tối ưu nhất để cho cái vi khuẩn quang hợp này nó phát triển là từ 0 cho tới 20 phần ngàn. Rồi tuy nhiên nó cao hơn thì con vi khuẩn này vẫn phát triển, nhưng mà nó không bằng so với cái độ mặn từ 0 tới 20 phần ngàn. Như vậy thì cái nghiên cứu này để các bạn an tâm rằng là cái việc mà chúng ta ủ cái vi khuẩn quang hợp này ở trong cái môi trường nước ngọt, rồi sau đó các bạn đấy đánh xuống ao tôm ở trong cái môi trường nước lợ hoặc là nước mặn, thì các bạn lo lắng rằng cái vi khuẩn này nó sẽ chết, thì thực tế là nó không chết, tại vì đây là cái con vi khuẩn mà nó rộng muối luôn, tức là nó có thể sống được trong cái môi trường nước ngọt, nước mặn và nước lợ.
Đây là một cái đặc điểm rất là tốt và rất là tối ưu của bông vi khuẩn này khi áp dụng trong cái nuôi trồng thủy sản. Mà cũng rất là hay của bông vi khuẩn này á, tức là các bạn cũng thắc mắc là bây giờ á, cái cách ủ á, là mình để trong cái điều kiện ánh sáng không sụt ký, nhưng mà khi đưa xuống ao nuôi thì giả sử mà nó xuống cái nền đáy rồi, cái điều kiện ánh sáng tạo ở trên nó tre, ở dưới nó không có ánh sáng, thì và đôi lúc những cái ao mà có oxy đáy thì nó có oxy, như vậy là có không ánh sáng và có oxy, tức là điều kiện ngược lại, thì con vi khuẩn này có thể là nó chết. Thì điều này các bạn cũng yên tâm, tức là con vi khuẩn này nó có thể sống được ở trong cái điều kiện thiếu ánh sáng và có oxy luôn. Tức là khi ở điều kiện đó thì chúng sẽ sử dụng cái cơ chế khác để nó tạo ra cái quá trình quang hợp của nó để sống, tức là nó sẽ sử dụng cái khí độc, các cái khí độc ví dụ N3 tức là N4 á, cái khí độc H2S đó, tức là chúng sử dụng những cái đó để chúng thực hiện cái quá trình dinh dưỡng để chúng sống. Là như vậy thì chúng ta yên tâm rằng khi mà xuống dưới nền đáy, chúng ta trong cái điều kiện là có ánh sáng hay không ánh sáng, có oxy hay không có oxy, thì con vi khuẩn này nó cũng thực hiện được cái quá trình sinh sôi nảy nở phát triển của nó, để nó thực hiện cái vai trò của nó là làm giảm thiểu cái đám mùn bã hữu cơ và giảm thiểu đặc biệt là các cái khí độc. Thì bây giờ lúc trước thì cái này là chủ yếu nói về cái khí độc H2S, nhưng mà bây giờ mở rộng thêm là khi nó xử lý cái lớp mùn bã hữu cơ như vậy thì nó sẽ làm cho cái không có cái điều kiện để tạo ra cái NH3, có nghĩa là hoặc là nó có thể là nó sử dụng cái khí độc NH4, cái NH4 cộng trong môi trường nước, thì nó sử dụng càng nhiều cái đó thì không có cái cơ hội để mà NH4 nó sẽ chuyển thành NH3, nó gây ô nhiễm, nó gây ảnh hưởng đến tôm, và khi không có NH3 thì cái NO2 nó cũng không còn. À, như vậy thì cái chủng vi khuẩn này nó có nhiều cái ưu điểm nổi trội, và chúng ta nên sử dụng nó để dùng trong cái ao nuôi trồng thủy sản rất là có hiệu quả. Nữa cũng khá quan trọng, tức là cái con vi khuẩn này là các bạn có thể là tự ủ được thông qua cái vi khuẩn gốc chúng ta đem về, chúng ta tự cái tự ủ được, tức là chúng ta thấy được cái sự sinh sôi và sự phát triển của chúng trước mắt chúng ta thấy được. Và chính vì vậy có những cái đặc điểm của chúng là rộng múi, tức là sống được trong môi trường lợ mạn và thiếu ánh sáng cũng như là có oxy thì nó vẫn sống được. Như vậy là đầu tiên là chúng ta thấy được cái sự phát triển của chúng, cái thứ hai là chúng ta trong cái điều kiện môi trường dù có khắc nghiệt cỡ nào nó cũng sống được. Như vậy thì qua đó để chứng minh rằng là cái con vi khuẩn này nó có vai trò tác dụng rất là lớn trong ao nuôi. Còn đối với những cái chủng vi khuẩn khác, cái thứ nhất là chúng ta đánh xuống thì chúng ta cũng rất là khó để biết được cái chủng đó là nó có xuống dưới nó có sống hay không. Ví dụ như cái gói men thì nó dạng bột, thì dạng bột thì thường là nó làm cái dạng bào tử. Khi mà chúng ta đánh xuống thì ở gặp cái điều kiện môi trường nước ấm ấm á, có oxy đầy đủ, thì chúng sẽ nở ra giống như những cái con atomy mà sử dụng để nuôi ấu trùng tôm á. Các bạn thấy là cái trứng atomy nó sẽ hình thành trứng, khi gặp điều kiện bất lợi nó sẽ hình thành cái trứng, và người ta thu hoạch cái trứng đó để người ta bán cho mình, và về chúng ta sẽ làm cái trứng đó rơi vào cái điều kiện là thích hợp thì nó sẽ nở ra, tức là sụp khí, chúng ta phải sụp khí thì nó sẽ nở ra. Thì những cái men vi sinh mà người ta sẽ làm cái dạng cái bào tử như vậy, thì giả sử mà đưa xuống môi trường thì chúng ta lo lắng là không biết xuống dưới là có nở ra, và nếu nó nở thì cái tỷ lệ nở bao nhiêu, nó nhiều ít đó, thì cái đó rất quan trọng. Giả sử đôi lúc mà chúng ta đánh nhầm những cái gói men mà gọi là kém chất lượng thì xuống dưới là giống như đánh xuống vô thưởng vô phạt, tại vì nó không có một cái biểu hiện nào là chúng ta biết được là con men nó có sống hay không. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng cái chủng vi khuẩn quang hợp này, chúng ta nuôi cấy được và chúng ta đánh xuống là chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả liền và rất là rõ rệt. Do đó là video này Dũng cũng muốn chia sẻ để mong muốn rằng bà con chúng ta trong quá trình nuôi tôm, nuôi cá hay các cái động vật thủy sản khác, thì chúng ta nên sử dụng, chúng ta ủ và chúng ta cấy cái vi khuẩn này để làm sạch cái môi trường ao nuôi. Tiếp theo về nói nãy giờ chúng ta phân tích những cái đặc điểm của chúng, nhưng mà bây giờ cái vai trò của chúng trong cái ao nuôi thì nó có hai vai trò lớn. Một là để xử lý cái nước.
Thì xử lý nước thì như hồi nãy đã phân tích rồi thì nó sẽ lấy những cái chất khí độc, những cái chất độc ở trong nước, và trong cái quá trình phân hủy một bã hữu cơ nó tạo ra thì nó sẽ lấy những cái chất độc đó để thực hiện cái quá trình hòa hợp để tạo ra dinh dưỡng để nuôi chúng. Như vậy thì nó sẽ làm giảm cái ô nhiễm của môi trường, sẽ cạnh tranh cái dinh dưỡng và cái thức ăn với các cái vi khuẩn gây hại khác. Thì khi mà cái mật độ của cái con này nhiều thì nó lấn át những con kia, thì coi như là vi khuẩn gây bệnh cũng bị ức chế. Và cái nữa là trong cái quá trình thực hiện quang hợp thì nó cũng tạo ra oxy, do đó là đánh cái vi khuẩn này thì chúng ta không sợ bị mất oxy, mà nó sẽ cung cấp oxy cho nuôi tôm chúng ta. Khi mà chúng ta đánh cái số lượng này nhiều, cái vi khuẩn này nhiều, thì nó sẽ kìm kìm quá trình phát triển của tảo. Và các bạn biết là trong ao nuôi, nếu mà càng về cuối chúng ta để tảo phát triển dày đặc khó kiểm soát thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề thì sao, ví dụ như tảo tàn đó vân vân. Thì bây giờ đánh cái này xuống với cái mật độ tối ưu thì nó sẽ kìm tảo, và cái này rất là quan trọng. Nó sẽ lấy những cái NO3, tức là lấy đi những cái điều kiện để tảo phát triển, do đó là tảo chỉ phát triển ở mức bình bình thôi, nó không quá nhiều cũng qua không quá thấp. Như vậy là rất tốt cho ao nuôi. Trò cuối cùng của nó đó là có thể sử dụng cái này để tạo thức ăn, nhưng mà hiện tại á thì cái này thì ủ theo phương pháp này thì nó có cái mùi rất là hôi. Sử dụng trong môi trường nước thì ok, nếu mà chúng ta trộn thức ăn thì nó rất là hôi. Do đó là thời gian tới thì Dũng sẽ nghiên cứu để ủ ra cái chủng này, nhưng mà sẽ kết hợp với một số cái chủng mà nó sẽ tạo ra cái mùi thơm. Thì như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để trộn vào thức ăn rất là tốt. Như vậy thì lúc đó bà con nuôi chi phí giá thành rất là hạn chế luôn. Chúng ta đánh cũng bằng cái cách là chúng ta tự ủ, rồi chúng ta tự ủ để chúng ta sẽ cho con tôm ăn. Như vậy là chi phí thuốc men rất là thấp. Và cái ý cuối cùng mà Dũng muốn chia sẻ với các bạn là trong thời gian qua thì có nhiều bạn là ủ tự mua những cái sản phẩm về ủ á, thì nó không không thành công. Các bạn có hỏi thì Dũng cũng có thể có giải thích như thế này, tức là có thể những cái sản phẩm mà người ta đóng gói bao bì rồi đó, nhưng mà người ta ủ nó, người ta trữ lâu quá, khi mà từ cái quá trình vận chuyển xuống tới bạn rất là lâu. Một là đầu tiên là người ta nhập kho, người ta giữ kho, rồi tới hồi xuất kho qua bạn, rồi xuống tới đại lý nó giữ cái thời gian đó tới bạn ấy, thì nó rất là lâu. Mà những cái thùng đó thông thường là nó không có cái điều kiện để ánh sáng nữa, do đó là đa số là những cái vi khuẩn đó về các bạn cấy không lên, là do nó có thể là nó chết ở trong đó rồi, do đó các bạn ủ không cấy không lên. Còn ở đây thì cái vi khuẩn gốc ở đây á, tức là vừa ủ mới mới trong thời gian các bạn có yêu cầu á, thì bắt đầu mới mới lấy ra chuyển liền, tức là trong cái thời gian mình chuyển từ cái chỗ mà nuôi cấy tới các bạn chỉ có 7 ngày thôi, thì nó sẽ không có vấn đề mà vi khuẩn nó chết. Do đó về các bạn ủ sẽ thành công. Thì cũng lưu ý với các bạn là giải thích luôn với các bạn là tại sao mà sử dụng một số cái sản phẩm như các bạn nói mà ủ không thành công. Thì cái video video thì Dũng tới đây Dũng sẽ kết thúc. Các bạn thấy video hay hữu ích thì phải nhớ cho Dũng một like, và hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tạm biệt các bạn.